dòng sông này hả? Đã có cách này hàng triệu năm rồi con ạ. Từ cái thuở còn chưa có loài người chúng ta đâu. Thế ngoại có biết có bao nhiêu con tàu từng di chuyển qua dòng sông này không ngoại? Không thể đếm hết được đâu con. Đã có rất nhiều con tàu thường di chuyển qua đây. Nhưng ngoại biết có những chuyến tàu đã đi vào lịch sử và nó trở thành huyền thoại của dân tộc Việt Nam mình đó con. Vậy hả ngoại? Ngoại kể con nghe đi ngoại. Ngoại sẽ kể cho con nghe ha. Dạ. Năm 1790, song song với việc xây dựng thành gia định, chú Nguyễn đã lập một xưởng chu sư mà dân gian thường gọi là xưởng thủy. Xưởng chu sư dài đến 3 dặm, nằm ở phía đông thành, cách một dặm theo bờ sông Tân Bình, tức sông Sài Gòn, quanh sông Bình Trị, để chế tạo các thuyền hải đạo cùng các dụng cụ của hải quân. Với sự giúp sức của kỹ sư phương Tây, các thợ đóng thuyền giàu kinh nghiệm và khéo léo người Việt đã có những bước tiến vượt bậc về kỹ thuật và trình độ tổ chức. Nhiều loại tàu thuyền mới đã được đóng, ngoài những ghe bầu hải sư và thuyền chiến trước đây. Đặc biệt, xưởng cột đóng và hạ thủy thành công những Tây Dương dạng thuyền và tàu chạy bằng hơi nước theo kiểu mẫu phương Tây, mở ra bước đột phá quan trọng đầu tiên trong hiện đại hóa kỹ thuật đóng tàu của người Việt. Đội hải thuyền của Triều Nguyễn ngày một lớn mạnh, nối liền đường ra Bắc vào Nam, thiết lập các đội dân binh Hoàng Sa, Bắc Hải để khai thác sản vật và khảo sát thủy trình. Năm 1816, Hoàng đế Gia Long đã cử một hải đội hùng hậu xuất phát ra khơi đến đảo Hoàng Sa để làm lễ Thượng Long Trinh Kỳ và cắm mốc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo này, mở ra chân trời mới thênh thang về phía Biển Đông. Thank you.